Ok, xin chào các bác. Thì nay em có một cái sản phẩm nó cũng khá là gọi là già. Cái sản phẩm này ý là dành cho người già các bạn. Tại vì em thấy sau này mình cũng có vẻ hơi già rồi. Làm cái gì cũng chẳng ai xem nữa, chán quá. Ê. Nhiều khi tủi thân chẳng muốn làm clip nữa, tại vì LG nhà mình thì cũng chẳng có cái gì để mà làm nữa. Rồi, đây. Rồi. Đây các bác, thì nay em có một cái chiếc đài radio thôi, Sony, không biết có phải là Sony thật hay không thì không biết. Cái mã của nó đây này, DC gì đấy, đây. Em đang mở ấy, em tắt đi các bạn. Rồi, ok, thì tiếp tục đây, thì đây là một cái đài radio loại nhỏ thôi. Cái này nó có thể là đây này các bác, chạy được MP3 này, USB này, chạy thẻ SD này, chạy thẻ nhớ này, TF này. Có cả microphone cả như nhỉ, cái gì đấy này, chung là mấy cái pin, chắc là pin trâu đây, loa to đây. Đây đây nữa, cho các bác xem full cái hộp xem nó thế nào. Đó, bên này thế thôi, bên này tiếng Anh. Rồi thì cái này không biết họ bóc chưa nhỉ. Cái này thì nó, họ cũng chẳng dán cái gì đâu, bóc ra thôi. Rồi bóc ra thì nó sẽ như thế này. Đây các bác, đây là một cái phiếu bảo hành. Đấy, nói chung là đây là mua trên Shopee thôi, nhưng mà người ta vẫn có phiếu bảo hành rất là tử tế. Cũng mã là S999 Blue đây. Thôi rồi, ok. Cái này nó không quan trọng mấy đâu. Rồi, trong này chỉ có một cái đài duy nhất thôi. Rồi. Rồi thì đây là cái mặt trước của nó đây. Thì có một cái logo Sony ở đây. Nhưng mà các bác nhìn này này. Cái logo Sony này nó được dán bằng cái như kiểu cái keo nến đấy các bác. Thì em nghĩ là chắc chắn là không phải là cái hãng Sony xịn rồi. Đây là mặt trước đây. Cái nút to đùng ở đây là cái nút turning để mà dò dò kênh này. Đó. Còn dưới đây là chắc cái nút mà chỉnh cái chất âm, chắc là thế, trầm bổng đấy, em nghĩ là thế. Rồi đây là volume thì các bác biết rồi, nhưng mà các bác nhìn này này, nó hoàn thiện, nó phải nói là rất là lởm luôn. Đấy, rất là lởm luôn. Thôi được rồi, Sony người ta chỉ làm được có thế thôi. bên này là mấy cái chuyển kênh này, ví dụ AM FM này, MP3 Bluetooth này, cắm được cả USB này. Đó thì nói chung mấy cái chức năng này em cũng chẳng cần phải 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 test đâu, nó cũng chẳng có cái gì đặc sắc cả. Đây đằng trước này, nút tắt này, rồi nút ghim điện bằng DC này. Đấy, ghim điện DC này. Đó. Bluetooth. Từ đã. Một khe khẻ thẻ thẻ TF này, có thẻ SD này, nói chung là cũng khá là đầy đủ cổng ăn chơi. Lỗ phone để mà cắm tai nghe này, hay phết. Đây là một cái quay sách, thì cái quay sách này nó cũng nhìn cầm nó khá là đau tay. Đây một cái cần anten dài không nào. Dài phết các bạn, cái này nó dài phải được 50 phân ấy. Đây này, nó mới được tầm 50 phân ấy, hơn ấy, nhưng mà nói chung là dài được, em nghĩ là bắt tốt. Thì bên đây nó có một cái jack AC in nữa, nhà điện lấy trực tiếp đấy. Đó thì ở bên trong này ấy, nó là một cái bên dưới này chứ, đây nó có cái, mấy cái thông số này đây, AM này từ 64 đến 108 này. Đó, AC volt 220V này, đó 110V cũng được. Mở lên ra xem nào. Rồi. Thì đây các bác, trong này nó có một cái jack để cắm điện trực tiếp. Đó, nói chung là cũng khá là tiện. Trong này thì mấy cái có mấy cái tem bảo hành, mấy cái tem ấy nữa, không biết trong này nó có ốc không thì không biết. Đó thì thử mở lên xem thế nào nha các bác. Thì bây giờ nó đang ở chế độ là đây này, ở chỗ này đang ở chế độ MP3 Bluetooth, thì phải mở FM xem nào, chả biết nó ở mức đất nào nữa cơ. 2 3 4 5 không rồi, thì đây nó ở FM này. Ui, nó khá là khó khó nhận biết được các bác. Em sợ là người già người ta
nếu mà dùng cái này người ta cũng khó mà nhận biết được đây này, ví dụ như cái những cái thanh nấc ở chỗ này này, ví dụ đây là cuối cùng là MB3 đúng không, tiếp theo là AF, FM này đó, nó không thẳng mấy, AM này đấy, nói chung là nếu mà người già dùng thì có thể là hơi bị rắc rối một tí. Hơn rồi không sao, tăng trang lên nghe thử xem nào. DC này không biết đây là cái gì. À rồi, đây là FM rồi. FM là cái tần số là bao nhiêu không biết. Là cái gì các bạn? Ai em như nào? Bluetooth. Đây đang em lên, em không có gì à? Kỳ vậy? Ô, ai em không có gì luôn các bạn. Thế là như thế nào các bạn nhỉ? Hay là mình già quá nên không thể dùng được cái này? À rồi. Không bắt được một cách nào luôn các bạn. Điều tra cô xác định đường dây đánh bạc qua mạng bằng hình thức số lô số đề và cá độ bóng đá qua mạng internet do Hoàng Xuân Cường, Nguyễn Viết Thắng, Mai Quang Tuấn cầm đầu trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2020. Đây các bác thì rồi dò mãi về kênh AM là kênh tầm khoảng 6 mấy đây này. Đại lý đánh bạc trên em đỡ người nào. Chia sẻ về của chuyên án 03 đường 250 kg tải. Tôi tin rằng qua sự nỗ lực của tôi. À cũng có. Nhưng mà cái kênh FM thì nó em nhớ là 92,7 thì phải. Này không được này, chuyển sang AM FM lại không được này. Bluetooth. À đấy, bật máy mới được. Em dò lại cái kênh FM phát xem. Sao lại không thấy nhỉ? Hay cái sóng này, cái kênh keng keng này không chưa đúng chuẩn. Em keng bắt cao thế thì không được á. Không bắt được một phát nào các bạn. Thật là mất thời gian của các bác, nhưng mà hay là chỗ em sóng nó yếu quá. Ôi giời, sợ quá. Chịu đấy các bạn, các bạn thấy em để em bạn từ nãy giờ trả đấy, bắt được kênh em rồi cả. Thôi được rồi, cái này thì có khi là phải 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 từ từ em ngâm cứu lại thôi. 102,7 nó không được này, 90,1 em nhớ là kênh em có 90 đấy đây. Hết pin à? Hay là nó hết pin các bạn, hết pin rồi. Không hiểu điều gì, nhưng mà hình như nó hết pin rồi, chắc nó yếu pin quá. Thôi rồi. Thật là buồn cười lắm, từ nãy giờ test mãi mà không được. Thôi được rồi, cái này thì em nghĩ là từ từ cũng dò ra thôi, nhưng mà bây giờ em thấy là cái này nó cũng lởm lắm các bạn.
Em thử tháo ra nó phát xem thế nào. Đang tiện cái clip này em quay em tháo ra luôn xem nó thế nào. Cái này thì cần chết gì bảo hành đâu. Bỏ mày ra luôn. Vướng này. Đó, vướng ở hai cái nút thôi. Rồi ok các bác, thì đây là cái mấy cái ốc này thật ạ. Đây là cái linh kiện trong của con máy đây. Thì dưới là một cái loa này 4 ohm, có 5W thôi. 4 ohm 5W. Cái này là ăn vào cái bánh xe ở trên này các bạn, tuôn linh ở trên này. Chứ cái này phải giữ im cái vị trí không tí nữa nó sẽ bị xê dịch đi đấy. Rồi trong này thì có một mớ những cái dây rợn lòng ngoằng ở đây. Đó thì phải tháo nốt vì biết được xem là cục pin nó bao nhiêu. Pin để riêng ốc ra. Mạch khá là to nhưng mà là linh kiện nhìn khá là thô. Có nào nữa không? Cái này thì chắc bọn em phải tháo mấy cái ở trên này ra nữa. Nó bay mất rồi các bạn, em cũng không biết nó bay ở đâu. Kệ nó đi, tí nữa tìm. Rồi thì đây các bác. Đây là một cái biến cái gì đây. Nó ăn với cái bánh xe này. Thì nó là cái tơ ninh đấy. Khá là nguy hiểm. Rồi, rút xử nó ra luôn. Xem nó thế nào. Rút xử ra luôn. Thì đây các bác, cái này nó có ăn mới cái cuộn này này, cái cuộn bắt sóng này này, đấy nó khá là hay. Thế là cái này là không không được làm đứt nhé, làm đứt là chắc không bắt sóng được đâu. Bluetooth này, đây nó có cái chỗ Bluetooth này. Bây giờ như hình ảnh nó hơi bị ngắt quãng. Đây thì đây có một cục pin, cục pin này nó dán vào rồi. Cục này thì nếu mà có tháo ra thì cũng không biết là có nhìn thấy không, thì đây có nhìn thấy đây à, cũng không nhìn thấy gì các bạn. Đây em xoay được này, cục pin em xoay được nhé. Thì có tháo ra thì các bạn không biết nó là bao nhiêu dung lượng đâu. Thôi rồi kệ nó đi, thì coi như là tháo bung vét nó ra được đây. Đó thì nói chung là cái này, cái đài này nó chắc chắn là tàu, không phải là của Sony. Và cái chất lượng hoàn thiện của nó cũng ở mức trung bình thôi, nó không phải là ngon. Đó ok, thì mấy cái chức năng thì em cũng không phải test đâu, nhưng mà vừa giờ như vừa rồi ấy, em có test cái loa của cái con này. Thì cái loa này đúng là cái loa này chỉ có 4 ohm 5W, dẫn đến là em thấy là cái âm lượng ấy, cái âm thanh to nhỏ của nó thì cũng ở mức bình thường này, cũng nói chung cũng khá ổn. Nếu mà ở cái trong phòng như em, phòng này em đây đang là cái phòng mà khá là yên tĩnh ấy, thì nghe nó cũng khá là to nhưng mà cũng không được ấm ấy, bình thường. Nói chung là cũng dừng tạm được các bạn. Cái con này thì giá tầm khoảng 300.000 trên đến 300.000 thôi. Thì cái này nếu mà về làm quà tặng cho bố mẹ già ở nhà thì rất là tốt. Thì em mua con này ấy, mục đích cũng về để tặng bố em ở nhà. Nhưng mà cảm giác là nó không được ổn cho lắm, nó cũng không được xịn cho lắm. Thì thôi, cứ để bố dùng một dùng xem nó được lâu không, nào hỏng thì lại mua cái khác. Rồi ok, thì chào các bác nhé.